2, 1, Honda Biker Day! One more time, Honda Biker Day! Everybody say Honda! Thank you! Và thưa tất cả các anh chị em Biker, Honda Biker Day! Chuẩn bị xuất phát, Honda Biker Day! Đây dẫn đầu là đoàn của các anh bên liên đoàn. Đây các bạn cùng mình đếm xe nha. Theo mình biết hôm nay là hơn 200 chiếc. Khá là đông, không thua kém gì năm ngoái luôn. Mỗi nhóm thì sẽ có mấy anh bên liên đoàn dẫn đoàn. Đây.
đã đến trạm dừng chân Ba Công. Thì đi trước nhóm của mình là có nhóm đội ABC, mình là đội D đó. Hiện tại các anh chị em cũng đang đến rồi, từ từ. Và nhóm cuối nữa là EF ha. Và đây là nhóm cuối cùng, nhóm EFD. Đây là Hiếu ABS. Đây nhóm già gân nè. Nhóm già gân, nhóm bệnh nền đi. À, tour cho lần này rất là thú vị nha các bạn. Cho các anh lớn tuổi hơn U50, U60 cũng tham gia rất là vui. Và chạy xe dữ không nha, Goldwing rồi 1000 luôn.